Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất, làm một được mười, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đẻ đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác. Dận trình tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két, đúng trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch. Kính thưa quý khán giả thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời. Kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra, dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời, thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai, đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện. Dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả, và phúc đức là do chính bạn tạo nên, như vậy, tâm thế nên có, không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên, đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản, bởi nguyên nhân thành hay bại, có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan sầu muộn. Tử Vi học có nói, trong cuộc đời, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp, có người ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng, xe sang, có người hầu kẻ hạ, nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắc chiêu từng đồng một, ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn, không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra được. Ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên. Mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Sau khi xem tử vi của 12 con giáp, các nhà chiêm tinh tử vi học nhận thấy, trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này, người tuổi Nhâm Tuất là con giáp may mắn. Trời sinh mệnh lý đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ phải chịu rất nhiều khó khăn, khổ cực, túng thiếu, thậm chí là những bất công, chèn ép của xã hội. Nhưng từ trung vận trở đi, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, hanh thông hơn rất nhiều, tiền bạc ùn ùn kéo đến, thêm một tuổi lại sung túc, dư giả một phần, càng già càng giàu có. Vậy, vận trình của con giáp khổ trước sướng sau, may mắn hết phần thiên hạ này diễn biến ra sao? Xin mời quý khán giả hãy cùng tìm hiểu với Minh Đường Tử Vi nhé. Đầu tiên, điểm nhanh tính cách người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây? Nhâm Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Nhâm Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Người tuổi Nhâm Tuất là những người thích cho đi, họ yêu thương, quan tâm tới mọi người. Bằng sự chân thành, họ thường trở thành nguồn khích lệ tinh thần của người thân, bạn bè,
khi hợp tác làm ăn, cho dù là kinh doanh hay làm nghệ thuật, họ không bao giờ theo đuổi danh tiếng và tiền bạc đến mức quên mọi thứ khác. Họ cần một mối quan hệ tốt đẹp và đôi bên cùng chiến thắng. Với sự nhạy cảm sẵn có, Nhâm Tuất thường áp dụng chúng cho việc sáng tạo. Trong các lĩnh vực phát huy được khả năng sáng tạo của mình, họ sẽ luôn tỏ ra là nhân viên xuất sắc, thậm chí sẽ là người chủ tuyệt vời, chỉ với một điều kiện duy nhất là họ phải có hứng thú với ngành nghề đó. Việc bồi dưỡng để có năng lực tổ chức sẽ ngốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực của họ. Người tuổi Nhâm Tuất có thể làm rất tốt công việc thủ quỹ trong ngân hàng hoặc trong các cửa hàng. Tuy nhiên, vì không thích những công việc đơn điệu, nhàm chán, nên họ sẽ không thấy thoải mái, hài lòng khi làm những việc kể trên. Nếu ai đó thuê một nhân viên là người tuổi Nhâm Tuất, thì người này sẽ không phải lo lắng đến chuyện nhân viên của mình đi muộn về sớm, quên ghi nhật ký bán hàng, hay những vấn đề tương tự khác. Họ ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền, nên sẽ hết sức thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, hạn chế đến mức tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết. Nhâm Tuất còn có khả năng chỉ huy việc xây dựng những công trình lớn hoặc có thể trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ thử sức mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như buôn bán đồ cổ, hàng thủ công mỹ nghệ, làm đại diện hoặc tổ chức các triển lãm nghệ thuật. Họ có khá nhiều hứng thú với việc kinh doanh, nhưng nghề trang trí nội thất mới thực sự giúp họ phát huy được hết những sở trường của mình. Nhâm Tuất thường có tình cảm rất phong phú và khá nhạy cảm. Họ cũng hiểu biết nhiều về tình yêu và có thể xem là bậc thầy trong lĩnh vực này. Họ yêu người bạn đời của mình và sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Họ thích cuộc sống gia đình và luôn tìm được trong đó cảm giác an toàn. Nếu mất đi cảm giác này, họ sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Họ cũng theo đuổi tình yêu chân thành một cách nồng nhiệt, và nếu không thể có được điều đó thì sẽ cảm thấy rất bức dứt, khó chịu. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất 1982 là người rất nhiệt tình trong giao tiếp. Họ có dung mạo xinh đẹp. Phụ nữ Nhâm Tuất trưởng thành thường có khả năng tư duy rất tốt, thích đẹp nhưng ăn mặc lại rất chất phác, thích mặc những loại quần áo rộng bằng các chất liệu mềm thoáng. Khi họ tức giận thì đứng ngồi không yên. Phần lớn phụ nữ Nhâm Tuất rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vui vẻ, hợp tác cùng mọi người và có thể hay đứng ra làm chứng những việc mà không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân họ. Họ là những cô gái thích nhảy múa, bơi lội hay những hoạt động ngoài trời. Họ là người bạn gái, con gái tốt của chồng. Nguyên nhân chủ yếu để họ làm được điều đó là không can thiệp thái quá vào công việc của người khác, nhưng lại vui vẻ lắng nghe người khác trình bày quan điểm. Phụ nữ Nhâm Tuất khi đối xử với người khác, họ thể hiện đức tính, luôn hòa hợp, vui vẻ, nhẹ nhàng, tiếp cận và hòa đồng trong tình hữu nghị của mọi người. Khi bạn tiếp xúc với phụ nữ Nhâm Tuất, có thể đến thăm nhà của họ, cùng họ uống trà, nói chuyện và ngược lại. Có thể mời họ đến nhà bạn chơi. Trong các quan hệ bình thường, có thể dần dần hiểu nhau, vui vẻ, cùng nhau kết bạn chân thành. Bạn phải nhớ rằng, ở đâu đó trong tiềm thức, những người Nhâm Tuất luôn tiềm ẩn tính cảnh giác. Vì thế, trong mối quan hệ bạn tuyệt đối không được hấp tấp, vội vàng. Phương thức tốt nhất là tuân thủ từng bước, dần dần đẩy sâu mối quan hệ. Khi bạn đã có được niềm tin của cô gái tuổi Nhâm Tuất, sẽ trở thành người bạn tri âm, tri kỷ. Dù sau đó bạn có thể gặp bất cứ hoàn cảnh nào, phá sản hay phát tài, thì họ cũng không bao giờ quay lưng thay đổi tình bạn. Rất ít phụ nữ ở các tuổi khác có thể bị được tính chân thành, trung thực với các cô gái tuổi Nhâm Tuất. Nam mệnh tuổi Nhâm Tuất 1982 là những người có khí phách sung mãn. Khi lâm vào những hoàn cảnh bất khả kháng, họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác. Bởi vì họ làm việc rất nghiêm túc, những việc được người khác giao phó chỉ cần nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của người này là kém sức nhẫn nại. Về phương diện tình cảm, người tuổi Nhâm Tuất có thể thả mình trong những mối quan hệ nồng nhiệt. Họ có thể trầm mặc, âm thầm yêu thương người mình thương yêu và luôn quan tâm chăm sóc ở những phương diện khác. Đặc biệt, họ rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng rồi thì họ không bao giờ tiết giảm niềm tin đó. Niềm tin đó đối với bạn bè, họ thể hiện ở chỗ nếu bạn vô tình xúc phạm đến những người bạn của họ thì bạn sẽ lập tức được chứng kiến phản ứng của họ. Những người Nhâm Tuất sinh về đêm thường nóng tính hơn những người sinh ban ngày. Họ thường dễ sinh xung đột với người khác. Tuổi Nhâm Tuất dù sinh vào bất cứ mùa sinh nào cũng thường được thuận lợi trong cuộc sống.
cả đời không mấy khi phải rơi vào hoàn cảnh đói ăn, thiếu mặc. Nhìn lại quãng đường mà Nhâm Tuất đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Nhâm Tuất mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên Nhâm Tuất mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Nhâm Tuất mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Nhâm Tuất vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Nhâm Tuất cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Nhân Tuất sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Nhâm Tuất dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Nhâm Tuất ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Nhâm Tuất có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Nhâm Tuất cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Nhâm Tuất luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Nhâm Tuất giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Nhâm Tuất như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Nhâm Tuất là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài. Danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Nhâm Tuất, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất, tài vận trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là chính tài tăng mạnh, kéo theo nhiều cơ hội tăng lương. Người làm công ăn lương có thể tận dụng cơ hội này đề xuất tăng lương cho mình, với một số bản mệnh may mắn hơn, còn được cấp trên chủ động đề xuất tăng lương. Ngay cả khi bạn chưa có dự định đó, đây được coi là phần thưởng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của bạn trong suốt thời gian qua. Nhìn chung,
Thu nhập trong tháng đến từ nhiều nguồn, bản mệnh cứ làm là có tiền, không lo túng thiếu. Thêm nữa, trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này, tài khoản cho vay của bạn được thu hồi lại. Nếu có dự định mở rộng quy mô làm ăn hay tái đầu tư, hãy nhanh chóng chấp thời cơ. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi năm 2024, công việc trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của người tuổi Nhâm Tuất khá suôn sẻ, được nhị hợp quý nhân hỗ trợ, công việc tiến hành trôi chảy. Bản mệnh khẳng định được năng lực cá nhân, được tập thể ghi nhận, từ đó mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Các giao dịch làm ăn trong tháng tiến hành khá thuận lợi. Người tuổi Nhâm Tuất nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, chủ động tìm kiếm và khai thác thị trường, nên có nhiều định hướng phát triển và mục tiêu rõ ràng, chứ không mông lung như trước nữa. Một khi đã khóa được mục tiêu, canh túc cứ thế triển khai đúng theo kế hoạch đã dự kiến, hứa hẹn kết quả bất ngờ. Có điều lưu ý, tháng này đinh quả lâm dưỡng ở Nhâm Tuất, vận khí tuy khá hanh thông nhưng còn khá non yếu, bởi thế những việc quan trọng thì nên ưu tiên tiến hành vào đầu tháng. Cuối tháng vận khí giảm, tỷ lệ thành công không cao bằng. Xét về phương diện sức khỏe. Trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Nhâm Tuất bình ổn, ít mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, bản mệnh đi đứng cẩn thận, đề phòng quả huyết quang rình rập. Do hung tinh thiên hình ảnh hưởng, đặc biệt là trong lao động và khi tham gia giao thông, tuổi Nhâm Tuất cần hết sức thận trọng, tránh tình trạng chân tay có tì vết nghiêm trọng, còn phải đụng chạm dao kéo. Về chế độ dinh dưỡng, bạn nên ăn uống thanh đạm, ít dầu mỡ để hạn chế áp lực cho hệ tiêu hóa, như vậy cơ thể sẽ bớt mệt mỏi, uể oải, tinh thần hăng thái. Thuận ứng khí mùa xuân tươi vui, tinh lực càng thêm dồi dào. Bên cạnh đó, cần chú ý đa dạng hóa thức ăn để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Vận trình tình cảm trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của người tuổi Nhâm Tuất có khá nhiều biến động. Người độc thân dượng đào hoa tới mức mà thu hút cả người tình cũ, người ấy sẽ tìm cách thuyết phục bạn quay lại, thậm chí dùng nhiều chiêu trò quấy rầy bạn, cũng chỉ nhằm mục đích muốn tái hợp. Các cặp vợ chồng xảy ra không ít xung đột liên quan đến vấn đề tài chính. Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng để ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ trong nhà. Xem lịch vạn niên 2024 và phi tinh tháng tới, nhất bạch chủ đào hoa tinh bay vào trung cung, gặp bát bạch. Nếu vị trí chính giữa ngôi nhà đang có vật lớn án ngữ, cần dịch chuyển càng sớm càng tốt, tránh tích tụ nguồn năng lượng xấu, khiến tình duyên và gia đạo càng thêm phần rối ren. Quý khán giả thân mến, sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý khán giả những lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, cần đặc biệt chú ý trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch. Tiểu nhân quấy phá, người tuổi Nhâm Tuất vẫn cần cẩn thận, trước nguy cơ tiểu nhân luôn nhăm nhe, tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế, dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ nên chủ quan làm việc gì, bạn cũng hãy cẩn thận, khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên, chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không cần quá lo lắng đến kẻ tiểu nhân, thậm chí bạn còn đoán được trước tình hình để chuẩn bị cách ứng phó. Về sức khỏe giảm sút, phương diện sức khỏe của bản mệnh trong năm 2024 cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc, nên có ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của những thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Tiếp theo chương trình, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân. Người này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm trước đó, tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm. Nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua đại hạn, tai nạn gì lớn, bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời, cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh. Sức khỏe tốt, là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên,
sẽ mất nhiều thời gian hơn những người có chỗ dựa vững vàng. Người này được cha mẹ bao bọc nhiều, nên không có chí tiến thủ, không có nhiều mong muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn sống ổn định, không quá vất vả. Người này thích hợp làm giáo viên, biên tập, nhân viên kỹ thuật. Trong chuyện tình cảm, dù là nam hay nữ, thì người này cũng rất nghiêm túc. Họ thích tình yêu nhẹ nhàng, êm ái, không thích bị đắm chìm trong cuộc tình bỗng cháy, là người theo mẫu khá truyền thống. Khi theo đuổi tình yêu, cũng phải chờ tới khi thời cơ chín muồi mới hành động. Tuy nhiên, người này không đủ tinh tế để nhận biết tình cảm của đối phương. Nếu yêu người bằng tuổi, sẽ dễ sinh mâu thuẫn. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập. Người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao tự đại và không xem ai ra gì. Nếu xét về tiếng xấu, thì người này hay bắt nạt, ức hiếp người khác, làm vui nhếch miệng, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ khía cạnh khác, đây là con người hướng ngoại. Một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì, thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Người này có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để họ đi tới thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Có điều, cũng có lúc người này trở nên chủ quan, khinh địch, dẫn tới thất bại, tin người quá mức, không có kế hoạch rõ ràng cho những việc cần làm, nên thường thất bại, mặc dù đã bỏ nhiều công sức ra trước đó. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982, sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, người này thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghi, cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại. Người tuổi này khá giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng. Mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Người này phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng. Tiền phong họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982, sinh vào tháng âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ. Người này có các tinh tử di chiếu mệnh, là người đại phú đại quý, cả đời cơm no áo ấm, chẳng phải lo phiền. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, nên cuộc sống của người này khá thoải mái. Tính tình người này khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý, hay tìm tòi, học hỏi, có sự tự tin cao. Người này khá hoạt ngôn, biết cách nói chuyện để khiến người khác cảm thấy thoải mái. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982, sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết Mang Trùng. Người này được đại các tinh phù trợ, vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc. Họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện, nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Người này có đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ mặt khác, đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình. Thường hay tươi cười, nhưng tâm tư sâu xa khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo, mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982, sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử. Người này thông minh, cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với những người khác. Bước khởi đầu trong đời khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt, nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn, dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng. Song họ có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Họ là người ham xê dịch, thích du lịch, thích sống cuộc sống hào thoáng, nên chi tiêu thiếu kiểm soát, dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Bạn bè tuy nhiều, nhưng không mấy thân thiết. Người này lòng tự trọng cao,
nên hiếm khi vay mượn, cũng chẳng tích lũy được gì. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982 sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết Lập Thu, có dịch mã động tinh chiếu mệnh. Người này tiền bạc không thiếu, nhưng phải bôn ba khắp chốn. Người này tính tình không cương, không nhu, không có tâm cơ, làm gì cũng có đầu, có cuối, song không được nhờ cậy gia đình nhiều, tiền vận vất vả, phải khổ tâm lao lực, gây dựng sự nghiệp. Đến tuổi 35, 36 tuổi thì sẽ hoàn thành nguyện vọng. Khi 40 tuổi, mọi sự hanh thông, đến 50 tuổi sẽ ổn định cuộc sống, tài lộc không phải lo nghĩ. Là người có tài, có trí, không khuất phục trước khó khăn, đi tới đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành, vui vẻ, đa sầu đa cảm, đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý trung nhân, dễ kết hôn muộn. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982 sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, người này thông minh, tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng, được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài có quý nhân tương trợ, nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùng ùng đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách người này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp. Người này sống khá lý trí và khắt khe với người khác, bản tính hay suy nghĩ, thường lên kế hoạch hơn là hành động. Thích hợp làm công việc hậu cần, họ thường tính toán quá nhiều mà thiếu quyết tâm và dũng khí, nên nếu làm công việc tiền phương thì dễ thất bại. Khi đối mặt với kẻ địch, mỗi khi gặp phải khó khăn, trở ngại là dễ nản lòng, không có ý chí chiến đấu tiếp. Tuy nhược điểm không ít, nhưng nhờ sự chu đáo, tỉ mỉ nên họ hoàn toàn có thể xoay ngược thế cờ. Họ được nhiều người yêu quý cũng là nhờ ưu điểm này. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982 sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người này được qua cái cát tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý. Tuy nhiên, tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào, tính tình cương nghị, quyết đoán, tài hoa trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên sẽ phạm phải sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài, địa vị cao, nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay. Thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Đây là người có tư tưởng cởi mở, thích khám phá những điều mới lạ, yêu ghét phân minh, nhưng lại không giỏi ăn nói. Họ không quen đè nén cảm xúc, có chuyện gì cũng thể hiện ra, nên dễ đắc tội với người khác. Người này dễ sa đà vào chuyện rượu chè, thích uống rượu, nhưng vẫn biết điểm dừng, trí nhớ cực kỳ tốt, hiếm khi quên chuyện gì. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982 sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết Lập Đông, người này thẳng thắn, có tài, yêu công việc. Họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt. Thế nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, là mẫu người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ đã thành danh. Theo tử vi trọn đời, nữ mệnh đào hoa cực dượng, đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến. Song người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người. Trong cuộc sống hàng ngày, người này rất giản dị, không quá coi trọng vật chất, tuy nhiên khí chất hơn người. Có thể thấy đây là người cao sang, quyền quý, đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982 sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trùng với tiết Đại Tuyết, người này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước, có sau, là người bao dung, độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của người này không nhiều, anh em người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình. Càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp. Tới 27, 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi tuổi 49 dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng và có óc quan sát tốt, đây vừa là ưu điểm,
cũng vừa là khuyết điểm trong chuyện tình cảm, dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên, thiếu sự quyết đoán khi đứng trước tình yêu, vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tuất 1982, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, là tiết tiểu hàn. Người này mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc, vì thế người này không cần phải quá vất vả, cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ ỷ lại, người này vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình, chưa tới 40 tuổi đã gian danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Trong tình yêu, chỉ cần phát hiện được mục tiêu là họ sẽ hết lòng theo đuổi, dễ rơi vào lưới tình đến mù quáng, đánh mất lý trí. Quý vị thân mến, quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng cô hồn. Người xưa quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là rằm tháng 7 được xem là ngày xá tội vong nhân, cần tránh nhiều điều để không bị xui xẻo. Vậy nguồn gốc tháng cô hồn bắt nguồn từ đâu và tháng cô hồn phải kiêng những gì theo phong tục? Ở Trung Quốc, nguồn gốc của tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, bắt nguồn từ việc Ngọc Hoàng cho Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan vào ngày 2 tháng 7 hàng năm để ma đói quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế, theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho ma quỷ đói để ma quỷ không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Ở Việt Nam, theo dân gian, người Việt cúng tháng 7 âm lịch kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng tháng 7 âm lịch là tháng không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa đều tránh tháng 7. Trong tháng 7 âm lịch hàng năm, ngoài lễ cúng cô hồn còn có lễ Du Lan. Lễ Du Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ Du Lan gắn với tích về một Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật, là một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cha mẹ nên cử hành lễ Du Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Tháng cô hồn và lễ Du Lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông. Ở Nhật Bản, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch và cả ngày rằm tháng 7. Ở Đài Loan, ngày lễ này được kéo dài cả tháng nhưng thông thường thường tập trung vào ngày 15 của tháng với 3 phần khác nhau. Cúng tháng 7 âm lịch là một tín ngưỡng dân gian quan trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng 7 âm lịch để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn kiêng những gì? Trong dân gian có truyền miệng nhiều điều cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn với quan niệm có thờ có thiên, có kiêng có lành. Dưới đây là một số tục kiêng trong tháng cô hồn và lý giải về chúng. Tháng cô hồn kiêng đi chơi đêm. Dân gian tin rằng vào tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để cho ma quỷ, cô hồn được trở lại cõi trần. Đến tối ngày rằm chúng phải quay về vì cửa ngục sẽ đóng lại. Vì thế trong nửa đầu tháng 7, nhiều người tránh đi chơi đêm, khoảng thời gian được cho là âm khí nặng nhất, để không bị ma quỷ trêu ghẹo, quấy nhiễu. Thậm chí vào ban ngày, nhiều gia đình còn không cho trẻ con ra đường chơi một mình vì sợ ma quỷ sẽ lừa dẫn đi những nơi nguy hiểm. Người già cũng hay dặn con cháu tránh xa ao, hồ, sông nước trong những ngày này. Kiêng nhặt tiền rơi. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà các cụ già hay nhắc nhở con cháu. Khi làm các lễ cúng trong tháng cô hồn, nhiều người rải tiền lẻ để mua chuột quỷ đầu trâu mặt ngựa hoặc để bố thí cho các vong hồn. Nhiều người sợ rằng nếu nhặt tiền rơi trong khoảng thời gian này, rất có thể họ sẽ nhặt phải những đồng tiền cúng đó và phải thay người rải tiền hứng chịu những rủi ro, tai họa hoặc bị ma quỷ quấy nhiễu vì dành phần của chúng. Kiêng đốt vàng mã linh tinh. Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian người ta tiêu thụ lượng vàng mã lớn nhất. Tuy vậy nhiều người vẫn nhắc nhau cẩn thận khi đốt, không được đốt tùy tiện vì có thể khiến ma quỷ đang lang thang khắp nơi dây lấy bạn để kiếm chác, khiến cuộc sống không được bình an. Trên thực tế, việc đốt vàng mã vừa gây tốn kém, ô nhiễm môi trường vừa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, vì vậy đây là hoạt động được khuyến cáo không nên thực hiện. Kiêng ăn dụng đồ cúng cô hồn.
Trẻ con ăn dụng đồ cúng là chuyện vẫn hay xảy ra, nhưng riêng mâm cỗ cúng cô hồn thường được người lớn canh chừng đặc biệt cẩn thận, không để trẻ sờ cho đến khi hương cháy hết, mọi nghi thức hoàn tất. Điều này cũng xuất phát từ quan niệm cô hồn giả quỷ xuất hiện khắp nơi trong tháng 7 âm lịch, trong đó có nhiều quỷ đói. Mâm cỗ cúng chúng sinh là dành cho những đối tượng này, nếu sờ vào sẽ chọc giận ma quỷ, khiến chúng nổi giận và gây rối. Kiên chi khoản tiền lớn. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch được rất nhiều người làm nghề buôn bán tuân thủ. Không ít người, đặc biệt là người kinh doanh, thường kiêng xuất tiền, trả nợ trong ngày mùng 1 âm lịch nói chung vì sợ hao tài tán lộc. Với tháng cô hồn, sự kiêng cử này thường kéo dài quá rằm, thậm chí hết tháng. Đương nhiên, hiếm ai sống cả tháng mà không phải chi tiền, người ta chỉ hạn chế xuất những món tiền lớn, hạn chế chi tiền trả nợ. Tuy nhiên, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm và phụ thuộc vào quan niệm, niềm tin của mỗi người. Dân gian thường sống bằng kinh nghiệm nhằm đáp ứng tâm lý hướng đến sự an toàn của cá nhân và cộng đồng. Dù vậy, cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Suy cho cùng, dù hành lễ ở đâu quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Con người thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khác thì dù trong hoàn cảnh nào, bản thân họ cũng cảm thấy an yên. Quý vị thân mến, đặc biệt nhâm tuất 1982 cần phải hết sức chú ý, dù có vào nước dách, cũng không vào ba cửa, làm được phiền nhiễu tránh xa, lợi lộc tìm đến. Cửa thứ nhất, sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùng, có thể hiểu cờ bạc là thứ độc hại, có thể gây nghiện, nhưng lại chẳng mang đến lợi lộc gì cả, một khi đã đâm đầu vào thì khó mà dứt bỏ ra được. Cờ bạc vốn có sức mê hoặc, khi đã thắng lại muốn thắng thêm, khi thua lại mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Cứ như thế, chúng ta bị lạc vào một vòng tròn luẩn quẩn không thể thoát ra được. Một khi đã mê cờ bạc, người chơi đều tin tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà, dính vào cờ bạc. Thì dù có giàu sang đến mấy cũng nhanh chóng tiêu tan, nhiều người còn mất hết tất cả chỉ sau một đêm, cuối cùng phải chọn cách tiêu cực kể kết thúc cuộc đời. Cửa thứ hai, nơi thị phi. Cuộc sống vốn ẩn chứa vô vàn điều mới mẻ, kích thích nhiều sự hiếu kỳ của mọi người, ai cũng muốn được học hỏi và khám phá những điều mới lạ. Có người thích nơi yên ả, nhưng có người lại thích chốn lao xao. Thế nhưng một khi đã xa chân vào trốn thị phi, sẽ khiến bạn rước về hàng loạt rắc rối và phiền não không đáng có. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, người ta muốn tránh còn chẳng được, bạn lại đâm đầu vào làm gì? Sống ở đời, tốt nhất nên hạn chế đi quản những chuyện không liên quan đến mình. Nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Làm được những điều này, cuộc sống sẽ bình yên, phúc khí và may mắn tìm đến, còn tai họa và rắc rối sẽ bớt đi. Cửa thứ ba, chốn trụy lạc. Giống như cờ bạc, những chốn phong hoa quế nguyệt và ăn chơi trụy lạc thường không mang đến bất kỳ lợi lộc gì, thậm chí còn kéo theo vô vàn rắc rối về sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay, bạn đã phải tốn rất nhiều công sức, nên đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả. Cũng giống như cờ bạc, những chốn trụy lạc này một khi đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được. Nó khiến sức khỏe sa sút, tiền tài tiêu tan, gia đình cũng ly tán. Nếu việc làm của bạn người khác biết được, bạn sẽ đánh mất nhân phẩm, danh dự bị xấu đi. Vì thế, hãy tránh xa nơi này càng sớm càng tốt. Một khi đã dính vào thì hối hận cũng không kịp. Quý vị thân mến, sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng, hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mãi chạy theo vật chất, tham đắm sắc dục, chúng ta lãng quên đi việc tu dưỡng thân, tâm mình. Chúng ta nên luôn sợ hãi với quả báo, quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi, niềm tin nhân quả. Sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi người. Xã hội sẽ bình an, thiện lành và phát triển ổn định hơn
khi mỗi người đều có nhận thức đúng đắn về nhân quả và nghiệp báo. Ta không phải nghĩ tới điều gì quá lớn lao, xa vời, đơn giản là thực hành nhân quả từ trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như với đồ dùng của người khác. Khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp, thậm chí đó là cây kim, sợi chỉ hay cái tâm đều đã được ghi nợ và có lãi suất, nên đừng xem thường dù là một việc xấu mà ta nghĩ rằng nó nhỏ xíu và không đáng. Đặc biệt quả báo quỵt tiền người khác rất đáng sợ, vì thế có nợ tiền ai nhất định phải trả, đừng để đến khi tiền bạc bao nhiêu năm tháng chắc chiêu dành dụng đội nón ra đi mới lội ngược dòng. Để tìm ra những điều mình đã phạm sai lầm thì cũng đã muộn màng, thế nhưng hãy nhớ rằng chẳng bao giờ muộn để sửa sai. Dù bạn đang ở tuổi 70, 80 đi chăng nữa, vì những gì bạn đang làm vẫn đang kết trái cho tương lai, cho muôn kiếp sau của chính mình. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.